Ngày 24 tháng 5, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Lê Minh Tuấn, sinh năm 1996, ngụ quận 8, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5, Tuấn rảo quanh các tuyến đường giáp ranh quận 8 và huyện Bình Chánh, tìm người sơ hở để cướp giật. Khi tới trước căn nhà ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thì thấy một người phụ nữ đi bộ đeo dây chuyền vàng trên cổ. Tuấn cho xe áp sát rồi giật sợi dây tẩu thoát. Nạn nhân hô hoáng cho người dân địa phương biết Đúng lúc này, công an xã đi tuần tra phát hiện nên bắt được Tuấn cùng tan vật. Tại công an, Tuấn khai do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp. Trước đó khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Thị Thu Diệp, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang, đến cửa hàng Bách Hóa Xanh, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, để vờ mua hàng rồi trộm 10 triệu giấu vào người. Quản lý cửa hàng thấy Diệp có nhiều nghi vấn nên giữ lại và báo cho công an. Qua làm việc, Diệp khai do thiếu tiền tiêu xài nên đi trộm cắp.